Một người đàn ông 57 tuổi ở Huế đã không qua khỏi sau 2 ngày gặp nạn do bão số 5. Số người thương vong do bão ở Huế tăng lên nhiều hơn so với báo cáo ban đầu từ các địa phương. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân TX, Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 20 tháng 9 cho biết trên địa bàn thị xã có một người thiệt mạng do bão số 5. Nạn nhân là ông Nguyễn Viết Thắng, 57 tuổi, trú ở tổ 3P, Thủy Phương, TX, Hương Thủy. Sáng 20 tháng 9, ông Thắng leo lên sửa lại mái hiên bị bão làm hư hại thì bị ngã rớt xuống nền nhà khiến ông chấn thương sọ não. Ông Thắng được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng ông đã tử vong lúc 23 giờ ngày 19. 9. Ông Thắng có vợ làm nghề buôn bán nhỏ cùng 3 người con chưa trưởng thành, hiện cuộc sống gia đình rất khó khăn. Lãnh đạo TX, Hương Thủy đã đến nhà động viên, chia sẻ và hỗ trợ bước đầu 2 triệu đồng cho vợ con ông Thắng. Tính đến thời điểm này, cơn bão số 5 đã làm 2 người ở Thừa Thiên Huế thiệt mạng. Trước đó, một người đàn ông 47 tuổi, là công nhân quê ở Nam Định đang làm việc và tạm trú ở H. Phong Điền, cũng bị thiệt mạng trong bão số 5 do cây ngã đè lên người, hiện số người bị thương do bão cũng đã tăng lên nhiều sau báo cáo từ các địa phương. Chỉ tính riêng số người đi cơ sở y tế chữa trị toàn tỉnh có 95 người bị thương, trong đó H. Phong Điền 15 người, thị xã Hương Trà 10 người, H. Phú Lộc 1 người, H. Phú Vang 15 người, H. Quảng Điền 19 người, TP, Huế 18 người, ngoài toàn tỉnh có 21.283 ngôi nhà bị tốc mái, 10 nhà bị sập. Hiện công việc khắc phục hậu quả sau bão số 5 vẫn đang tiếp diễn tại các địa phương Thừa Thiên Huế.